Mới đây, hai chiếc xe ô tô điện made in Việt Nam đầu tiên đã được ra mắt trên đất Mỹ tại triển lãm ô tô Los Angeles Auto Show 2021. Sự xuất hiện của những chiếc ô tô điện do Việt Nam sản xuất đã nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông quốc tế. Không ít nhận định bày tỏ kỳ vọng ô tô điện Việt Nam với giá cả hợp lý, chất lượng và dịch vụ tốt sẽ là đối thủ của ông lớn xe điện Tesla ngay trên chính đất Mỹ. Tại triển lãm thì nhiều người Việt đã không giấu được sự tự hào khi được tận mắt nhìn thấy những mẫu xe điện mang thương hiệu của quê hương mình. Đồ Việt Nam, mình nghĩ là Việt Nam mình chưa có ra ngoài thế giới. Mà bây giờ nhìn đây cũng đi vòng vòng coi nhiều xe thì cái xe này nó không thua gì cả, mà thậm chí nhiều khi nó còn bắt mắt mình hơn nữa. Nãy giờ mình cũng nói với hai đứa con là cái này là của Việt Nam con. Mà tụi này thì nó sanh ở Mỹ, nó không biết gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy được là bây giờ mình ngang tầm với những cái xe khác trên thế giới. Rất là vui. Là thấy kiêu hãnh và tự hào dân tộc Việt Nam mình phát triển rất là mau lẹ. Và ngay cả trong cái cuộc triển lãm hôm nay, nếu mà so sánh mình thấy là ngang hàng với thế giới chứ không phải là chuyện bình thường. Đây rất là tự hào khi mà có một chiếc xe của Việt Nam được trình diễn ở đây, rất là vui mà rất là hãnh diện. Sự kiện giới thiệu hai chiếc xe điện hoàn toàn mới đã đánh dấu bước tiến ra toàn cầu của doanh nghiệp sản xuất ô tô Việt. Giới chuyên môn, báo chí và những người yêu thích xe hơi đến từ khắp nơi trên thế giới đã đưa ra nhiều nhận định tích cực về các sản phẩm của Việt Nam. Các trang tin lớn quốc tế như là Automotive News của Mỹ, Autocar India của Ấn Độ hay là Caradisiac của Pháp đã điểm danh nhiều đặc điểm về thiết kế, tính năng thông minh hay là chiến lược thuê pin để đảm bảo người dùng có thể tiếp cận được với những công nghệ mới nhất. Hai mẫu xe điện thuộc dòng thể thao đa dụng hạng sang VF E35 và VF E36 lần đầu tiên được ra mắt công chúng. Với hệ sinh thái xe điện thông minh, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, việc ra mắt thương hiệu xe điện thông minh toàn cầu chính là sự khẳng định sẽ tiến ra thế giới với mục tiêu trở thành một trong những nhân tố tích cực thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng giao thông xanh. Sự hiện diện của những chiếc xe điện đến từ Việt Nam tại triển lãm ô tô Los Angeles 2021 đã thực sự tạo nên ấn tượng. Rất hiếm thấy một chiếc xe điện 7 chỗ trên thị trường, nhưng hôm nay chúng tôi rất ấn tượng khi doanh nghiệp Việt Nam đi theo hướng này. Tương tự với mẫu xe VF E35, nó có thiết kế rất phù hợp với một gia đình, với những chi tiết kỹ thuật và quãng đường đi rất tốt. Tôi rất ấn tượng. Kết quả một cuộc khảo sát mới nhất cho thấy là 78% người dân Mỹ được hỏi cho biết mối quan tâm của họ đối với xe điện đã gia tăng đáng kể trong vòng một năm trở lại đây. 71% cho biết là họ đã sẵn sàng mua hay thuê một chiếc xe điện trong vòng từ 12 đến 24 tháng tới. Vì thế, giới chuyên gia cho rằng việc ra đời hai dòng xe điện VF E35 và VF E36 vào thời điểm này là rất phù hợp với xu hướng, thị hiếu cũng như là nhu cầu của người tiêu dùng. Lê Minh, phóng viên Truyền Việt Nam từ triển lãm ô tô Los Angeles, Mỹ. Đây là chiếc xe ô tô điện made in Việt Nam đầu tiên ra mắt tại một thị trường lớn như Mỹ, được cho là những bước đi đầy táo bạo và cũng không kém phần tham vọng của doanh nghiệp Việt. Dự kiến là những mẫu xe này sẽ bắt đầu được nhận đơn đặt hàng tại Mỹ từ đầu năm sau và sẽ giao đến tay người tiêu dùng vào cuối quý 4 năm 2022. Trong dài hạn thì việc vận chuyển ô tô từ Việt Nam đi các nước trên thế giới được đánh giá không phải là sự lựa chọn ưu tiên. Do đó thì đẩy mạnh nội địa hóa, xây dựng nhà máy sản xuất xe ngay tại Mỹ là chiến lược đang được doanh nghiệp Việt thúc đẩy mạnh mẽ. Dự kiến có thể bắt đầu từ nửa cuối năm 2024.